Xin mến chào tất cả quý bạn đã quay trở lại với kênh Bí Mật Chỉ Tay, nơi chia sẻ những kiến thức về Zen, tướng Tây và tử vi miễn phí. Lời đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả quý bạn trong suốt thời gian vừa qua đã đồng hành và ủng hộ cho kênh Bí Mật Chỉ Tay. Và trong cái buổi chiều tối ngày hôm nay, tôi sẽ làm một cái video để trả lời đến cho bạn có tên là Hoàng Anh Điền, đến từ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Bạn điệp sinh vào ngày 20 tháng 10 năm 1992, tính theo cái khung giờ âm lịch. Bạn không có nhớ về cái giờ sinh. Bạn nói là chỉ có nghe người nhà nói là khoảng từ 17 cho đến 19 giờ. Tuy nhiên thì khi mà không có giờ sinh chính xác ấy, thì tôi không thể lập cái lá số trên một cái thông tin không chính xác được. Bạn nói là công việc hiện tại của bạn đang là đầu tư bất động sản, và bạn rất cần nhờ kênh để coi giúp, vì cái công việc của bạn hiện tại đang rất khó khăn và bạn đang muốn chuyển sang cái từ kinh doanh riêng. Đấy. Thì theo tôi ấy, thì hiểu cái câu hỏi của bạn là bạn muốn là hỏi về việc kinh doanh riêng của bạn ấy, trong thời gian tới mà muốn chuyển sang đó ấy, thì có thuận lợi hay không. Thì theo tôi nghĩ cái câu hỏi của bạn như vậy. Thì trước khi mà đi vào cái phần luận đoán về cái tướng Tây của bạn Anh Điệp, thì tôi sẽ nói về bát tự trước tí xíu ha. Thì đó là bạn đối với một cái người mà sinh vào năm 1992 mà tháng 10 âm lịch ấy. Đấy. Mặc dù là không có giờ sinh của bạn, nhưng mà qua cái tháng sinh thì tôi cũng có một số cái thông tin được về cái lá số tử vi của bạn. Mặc dù là không biết hết cả 12 cung, các con sao chính tinh cũng như là trung tinh, phụ tinh, bàn tinh và sát tinh. Đấy. Thì đối với cái người mà sinh tháng 10 đấy, nó có đặc trưng thế này. Mà cái này để tôi nói để các bạn mà có ý định sinh con ấy ha, thì cũng phải nên biết để né cái tháng 10 này ra. Bởi vì tại sao mà cần né cái tháng 10 này? Đấy. Bởi vì là cái xác suất mà tốt đấy thì nó ít hơn là cái xác suất mà xấu. Bởi vì cái người mà sinh tháng 10 là cái người mặc định trong cái lá số của mình luôn có thuộc cái kết, đó là mình không thân kiếp. Đấy. Nếu mà bạn khán giả nào mà thường xuyên mà nghe theo dõi thì tôi phân tích cái tử vi đấy, thì các bạn sẽ hiểu được vì sao mà tôi nói là cái né cái tháng 10 đấy. Thì cái người mà thuộc cái mệnh cách đó là mình không thân kiếp ấy, thì cái cuộc đời của người ta đấy thường hay lần đẩn lao đao. Người ta kêu là rất tử vi gọi là vui ít buồn nhiều. Đấy. Thì đối với cái hai con sao sát tinh đó là không kiếp, gọi là địa không và địa kiếp ấy, nó trụ về sát tinh, trụ về cái phá tán, mà tôi gọi là những cái người mà mang cái kiếp nghiệp từ cái tiền kiếp của mình mang lại trong cái thân phận của cái cuộc đời này, trong cái kiếp đời này, để mình phải gì, phải có được cái, tìm ra được cái lời giải. Đấy, phải tháo gỡ được cái nút thắt của không kiếp, tài mệnh và tài thân của mình. Thì khi nào mà mình tìm ra được cái nút thắt tháo gỡ rồi ấy, thì lúc đó hai con sát tinh này nó mới bớt tắc quái, mà chúng người xưa thường hay gọi là vui ít buồn nhiều, là vậy. Đấy. Thì đối với cái người mà sinh tháng 10 ấy, mà nếu mà người ta sinh vào giờ Tý và giờ Ngọ, đấy, Tý, Sửu, Dần, Mão, sinh vào giờ Tý hoặc giờ Ngọ
hoặc là cái cung giờ là giờ Mão và giờ Dậu đấy, thì hai cái con sao này nó đắc địa thì nó còn đỡ ra tí xíu. Đắc địa là sao? Đắc địa là cái tính phá tán của nó có bớt đi. Nó có thể đưa cái cuộc đời của mình lên rất là nhanh. Nhưng mà vốn gì là sát tinh rồi thì nó đưa lên được thì nó cũng là dìm mình xuống được. Thì cũng băng ngang qua một tí xíu để tôi nói là tại sao tôi nói là các bạn nên tránh cái sinh tháng 10 như vậy. Nếu mà sinh tháng 10 thì cái cung mệnh và cung thân của cái đứa con của mình luôn luôn có cái sát tinh này. Và đã là sát tinh thì nó sẽ có một tính chất là gì? Hình khắc lục thân. Trong cái mối quan hệ xưa đấy, người ta chia ra có 6 mối quan hệ. Thứ nhất là cha mẹ, không, một, thứ hai là anh em, thứ ba là vợ chồng, thứ bốn là con cái, thứ năm là huynh đệ, thứ sáu là nô bộc, là những người bằng hữu với mình. Đấy. Mà nó hình khác có nghĩa là cái cuộc đời của mình ấy, trong cái 6 mối quan hệ đó nó sẽ có một cái sự, nó không nằm ở cái mối này thì nó cũng nằm ở mối thì tính ra cái sự nặng nhẹ thế nào đấy thì tùy theo cái lá số ha. Đấy. Nên nếu mà tránh được đấy, nếu tránh được thì nên tránh. Thì bây giờ tôi sẽ nói qua cái về cái năm sinh. Giờ sinh không biết thì có thể biết được tháng sinh, năm sinh ha. Thì đối với cái năm sinh nó là cái năm năm 92, đó là đứng vào chữ nhâm, đây là nhâm thân. Nhâm thân thì so sánh với thiên can và địa chi đấy, thì chữ nhâm và chữ thân thì chữ thân kim nó sinh cho cái chữ nhâm là thủy, thì thành ra cái cuộc đời của mình nó cũng có những cái được cái sự may mắn ha. Có được sự may mắn chứ không phải là lao đao hoàn toàn đấy, bởi vì địa chi là kim sinh cho thiên can là thủy. Và khi tôi nhìn qua cái tướng diện của bạn ấy thì tôi cũng thấy là bạn là cái người nó cái thuộc cái tướng tướng là cái tướng đầu, người ta kêu là tướng đầu đu đủ đấy. Cái trên nó tròn, nó nhô lên hơi nhỏ, rồi phía dưới nó càng lên nó nở ra. Thì đặc trưng của cái người mà có cái tướng diện của cái đầu đu đủ đấy thì người ta gọi là kêu là gì? Bất chiến tự nhiên thần. Đấy. Đôi lúc mình không cần phải tính toán nhiều, nhưng mà cái việc nó tự nhiên nó tới, gọi là cái hên đấy, cái hên đấy. Đấy. Còn khi mà mình tính toán nhiều quá, đôi lúc tính một đằng nó ra một nẻo. Đấy. Đó là tôi kết hợp giữa cái tướng diện của bạn. Cái thứ hai nữa, trên tướng diện của bà thì tôi thấy nó cũng có một số cái, có một số cái nét phá tướng, chính gọi là gọi phá cách. Thì phá cách này ấy, cái đầu tiên đó là bà là cái người có năng lực, có khả năng làm cái đồng tiền, nhưng mà đến thời điểm này tôi thấy là bà chưa giữ được đồng tiền. Đấy, đồng tiền nó tìm tìm chỗ nó đi không, tìm chỗ nó ra. Mà có một cái nét phá tướng trên khuôn cái tướng gì của bạn, đó là trên cái tướng mùi của bạn ấy. Cái mùi của bạn là cái loài thuộc cái loài mùi vướng. Mùi này đến cái thời điểm khoảng tầm từ 47 độ đi, 47 cho tới tới khoảng tầm năm 50 ấy, 50 52 nhé. Nếu sớm thì 45. Là cái thời điểm đó là thời điểm bạn có thể quật phát được. Mà nếu giả dụ như là cái giờ bạn sinh đúng vào cái giờ Mão ấy, thì đúng là cái thời kỳ quật phát của cái con không kiếp này nó đưa mình lên. Đấy. Và trên cái tướng mùi đó nó có một cái nét phá tướng, đó chính là một cái nốt ruồi. Có một cái nốt ruồi nó đóng ở ngay khoảng giữa của cái từ cái xuân căn đến cái đầu chuẩn đầu đấy, ở điểm giữa
và nên phá đi. Chính cái những cái nốt ruồi đó nó phá tài của mình, nó làm cho mình tài nó không động được. Đấy, thường hay xin chuyển ra để đồng tiền nó đi. Và một cái thứ hai, một cái phá tướng thứ hai trên khuôn mặt của bạn cũng từ cái nốt ruồi mà ra, đó là ở bên phía con mắt bên dưới con mắt bên phía tay phải của bạn ấy, nó có một cái nốt ruồi ở đó. Đấy, nó làm cho cái vấn đề trong cái vấn đề mà kết giao, kết giao và hợp tác làm ăn thì bạn thường hay gặp cái sự thiệt thòi, thua thiệt do vấn đề về mình hay cạn nể về tình cảm, hay xen lẫn yếu tố tình cảm cạn nể vào trong cái công việc của mình ấy. Nên hai cái nốt ruồi đó tốt nhất mình phá đi nhé, không nên giữ lại, không tốt. Đấy, thì đó là tôi cái phần mà tôi kết hợp giữa tướng diện cũng như là cái năm tháng ngày sinh của bạn thì tôi phân tích. Còn bây giờ mời quý bạn chúng ta đến với cái phần phân tích về cái tướng tay, để trả lời cho cái câu hỏi của bạn là bạn muốn ra kinh doanh có thuận lợi hay không, ha, có được hay không. Mời các bạn. Thì trên đây là cái tướng tay của bạn là Ân Điệp đã gửi về cho Cân. Và bạn cũng có xác định nó là cái bàn tay bên phải, là bàn tay có ngón tay cái nằm ở phía dưới khi mà chắp hai tay lại với nhau. Thì tôi sẽ lấy cái bàn tay phải để mà làm cái bàn tay chính trong cái quá trình luận đoán của mình. Thì khi chúng ta quan sát vào cái tướng tay này, xét ba yếu tố long, hổ và cốt, thì bàn tay này khá là cân phân. Cái phần hổ có phần lấn át hơn phần long một tí xíu, thì điều này nó cũng thuần cho cái tướng tay của người đàn ông. Đấy, bởi vì đàn ông là chủ về gây, chủ về hành động, thì người chủ về hành động thì nó sẽ là cái người xông xáo, xông xáo, hoạt bát, thích về cái ra ngoài để mà cái quá trình này, có nghĩa là mình mở rộng cái sự giao lưu, giao lưu với thiên hạ ở bên ngoài là khá tốt. Cái thứ hai, khi mà chúng ta xét về cái các cái gò trên bàn tay đấy, đấy, các gò trên bàn tay, thì tôi thấy trên tướng tay của mình ấy, thì cái gò kim tinh ở đây thì nó cũng tương đối nảy nở, có phần cái phần gốc ở phần này nó hơi khuyết tí xíu, hơi khuyết tí xíu. Trong khi đó thì những cái gò phía trên ấy, nguyên cả bốn gò phía trên đây, mộc tinh, thổ tinh, thái dương và thủy tinh, đúng rồi, thủy tinh, thì nó khá là bằng phẳng. Đấy, khá bằng phẳng. Cái gò thái âm, gò thái âm, nguyên cái bàn tay này tôi thích nhất ở cái gò thái âm. Cái gò thái âm này nó nói như tôi, các bạn mà thường xuyên theo dõi cái kênh Bí Mật Chỉ Tay đấy, thì các bạn sẽ biết cái gò thái âm nó tượng trưng cho cái túi phúc của mình. Đấy, túi phúc của mình, và cái túi phúc của mình nó có đấy, thì cái cuộc đời của mình, cho dù nó có gặp trắc trở khó khăn đi nữa, thì nó cũng dễ vượt qua. Đấy, và cái cơ may cuộc đời của mình nó cũng có nhiều lên. Đó, đó là cái nhờ cái phúc. Cái phúc ở đây vừa là cái phúc âm của gia tiên dòng họ, cũng vừa là cái phúc là từ thân của mình. Cái từ thân ở đây, ngoài cái việc là tiền kiếp của mình ra, thì còn là cái việc làm của mình thường ngày, thường nhật. Đấy, thì bàn tay này tôi thấy ấy, thì bên cạnh cái túi phúc của mình là khá tốt rồi. Đấy, thứ hai là mình có thêm được cái đường quý nhân hỗ trợ ở đây. Mặc dầu cái đường quý nhân này là nó đến thời điểm này ấy, thì nó chưa có được hưởng, bạn chưa được hưởng được nhiều. Nhưng nếu
và là nâng cái việc bồi đắp về phước thiền của mình đó, thì dần dần cái đường quý nhân này nó sẽ vươn lên và có thể nó còn kéo dài ra nữa ha. Đấy, thì đó là một cái dấu ấn là khá là tốt trong cái bàn tay này, nên cố gắng để mà nắm bắt ha. Thì để trước khi đi vào trả lời cái câu hỏi của bạn nói về cái việc mà mình có muốn tách ra để làm kinh doanh được hay không, thì tôi cũng chia sẻ thêm một cái trường hợp này cũng khá là đặc biệt. Đó là trước khi mà xem cái tướng tay cho bạn nghiệp ấy, thì cách đây cũng một thời gian tôi có chiêm nghiệm qua một cái giấc mơ. Và sau cái giấc mơ đó thì tôi có hỏi các bạn trên cái Zalo đấy, những cái bạn đã từng được tôi xem và những bạn đã gửi cái lá số và cái tương tay cho tôi. Thì giấc mơ của tôi thì tôi thấy tôi xem cho một số người, xem tương tay cho một số người, và sau đó thì có một cái đến lượt của một bà cụ. Thì cái trạc tuổi mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ thì bà cỡ là ngoài 70 thôi, ngoài 70 vừa gần 80 thôi. Đấy. Nhưng mà bà lại nói nhấn mạnh cho tôi một cái dấu ấn, đó là bà sinh vào năm 1929. Đấy. Thì cái dấu mốc năm sinh đó làm cho tôi khá ấn tượng. Và tôi hỏi trong cái nhóm Zalo thì có bạn nào mà có bạn hoặc bà ngoại của mình mà mất mà có cái năm sinh như thế hay không, thì bạn Điệp đã phản hồi lại là bạn có bà nội của mình mất một năm rồi và cũng có cái năm sinh là 1929. Thì cái này việc này thì nó cũng khá là mơ hồ ha, cũng khá là vô vi. Đấy, thì có thể là đây là một cái cơ duyên để cần chú ý đến cái bàn tay của bạn. Và để trả lời cho cái tướng tay này đấy, thì tôi trước hết tôi phải nói đến cái phần khái quát trước. Cái bàn tay này có thể nói là một cái bàn tay mà cái tuổi trẻ thời thơ ấu của mình đấy, từ 15 tuổi trở đến về trước đấy, từ 1 đến 15 tuổi, thì mình cũng đã trải qua cũng khá nhiều cái sự khó khăn, không? Khá nhiều khó khăn. Khó khăn về cái vấn đề không chỉ về sức khỏe mà kể cả cái vấn đề trong cái gia đình của mình. Đấy. Và cái thứ hai nữa đấy, đối với cái tướng tay này, cái tính cách của bạn đấy là một cái người cũng khá là nhút nhát. Đấy. Đôi lúc mình không có sự tự tin nhiều về cái dự định của mình, cái ý nghĩ của mình. Đấy. Và trong cái thời thơ ấu của mình thì mình khá là phụ thuộc vào người thân. Chẳng hạn như những cái quyết định của mình ý, thường phải có người thân hoặc là có người khác ý kiến thì mình mới tự tin để mình làm. Cái điều này nó biểu hiện ở đâu? Đây, các bạn quan sát ha, ở cái đường trí đạo của bạn và cái đường tâm đạo của bạn, cái khoảng cách này nó có những cái đường gọi là vân đạo ha. Đấy, mắt xích và sự tiếp giáp giữa cái đường trí đạo với cái đường sinh mệnh ấy, nó khá là dài. Đấy. Và kết hợp với một cái đường tâm đạo của bạn thì ở phần cuối đấy, thì nó lại đi về cắt qua đường sinh đạo của mình đi đến cung chấn. Đấy. Thì có thể nói rằng đây là một cái điều mà nó cũng gây cản trở trong cái cuộc sống của bạn cũng khá nhiều. Bởi vì tính cách của bạn đối với cái đường tâm đạo như thế này ấy, thì nó có hai mặt. Cái mặt tốt ấy, đó là mình là cái người có cái đức hy sinh cho người khác. Đấy.
bạn có kết hợp với ai, gần gũi với ai, thì bạn thường là cũng mong muốn đem cái điều lời đến cho người khác. Đấy. Còn khi mà có cái điều mà thiệt hại đấy, thì mình là cái người lận nhận, chứ không phải là mình không 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 phải là cái người khác lận nhận. Đấy. Thì ngoài thì bên cạnh cái đức tính đó là tốt rồi, hy sinh cho người khác là tốt. Tuy nhiên cũng vì cái đức tính này, vì cái sự cái đức tính mà cạn hệ này, mà trong cái công việc của mình, đấy, trong công việc của mình, nếu mà bạn hợp tác với ai thì bạn cần phải có một cái sự cân nhắc lựa chọn cho kỹ lưỡng. Đó. Đặc biệt bạn nên phối hợp với những cái người lớn tuổi hơn mình, mà người những cái người này phải lớn hơn từ 5 đến 10 tuổi, ít nhất cũng phải 3 tuổi. Đấy. Còn nếu không ấy, và bạn phối hợp với những cái người mà nó đồng trang đồng lứa với mình, đặc biệt là còn trẻ tuổi hơn mình nữa đấy, thì chắc chắn là cái mối hợp tác đó không chỉ mình đã vừa đã mất của rồi, mà mình còn bị mất luôn cả cái mối giao tế đó, giao tình đó. Đấy. Kể cả vấn đề mà tôi nói ở đây là kể cả người thân nha, kể cả người thân, chẳng là con của chú của bác gì đó, mà đồng trang đồng lứa của mình đấy, thì tốt nhất nên không nên hợp tác. Đấy. Có làm hợp tác gì phải có kiếm cái người lớn tuổi hơn đó. Bởi vì cái đường quý nhân của bạn ấy là nó biểu hiện của đường quý nhân ở đây là nó biểu hiện về cái người lớn tuổi hơn mình. Nếu mà mình kết hợp được với người lớn tuổi hơn mình ấy, thì mình sẽ hưởng được cái đường quý nhân trên bàn tay. Đấy. Mặc dầu cái đường quý nhân này như tôi nói đó là nó chưa có được vượng lắm. Đấy. Bởi vậy mà bạn cần phải cố gắng bồi đắp hơn hơn nữa, ha? Bồi đắp hơn nữa. Đấy. Và cái sự bồi đắp này á, thì nó mang tính chất là những cái sự bồi đắp hàng ngày thôi, hàng ngày mình làm việc gì mình nghĩ đến, lo đến những cái việc việc tốt ha, việc tốt giúp cho những giúp đỡ những cái người yếu thế hơn mình. Đấy. Thứ hai nữa về cái mặt phúc âm của mình, cố gắng bồi đắp. Đấy. Và một đặc trưng trong cái tướng tay của cái người mình không thân kiếp mà tôi thường hay nói trong những cái video trước, đó là trên tướng tay của họ bao giờ cũng có cái đường, đó là cái đường chữ X, mà hay gọi là chữ X huyền bí ha. Đấy. Thì người mà có chữ X này ấy, là cuộc đời của mình ấy, đấy, nó gắn với những cái kiếp nghiệp, mà cái kiếp nghiệp này nó mang tính chất là tiền đình từ cái kiếp trước đưa đến cho mình, để cái kiếp này mình phải gì, mình phải tìm ra cái nút thắt để mà gỡ nó. Đấy. Vậy cái nút thắt trong tướng tay của bạn là gì? Cái nút thắt trong tướng tay của mình đó chính là cái việc, đó là mình cần phải sớm phát tâm. Nếu mà bạn tu tập sớm, tu tại gia cũng được, đó, tín ngưỡng gì thì tùy theo cái gọi là cái chủ đích của mình ha. Đấy. Đạo Phật cũng được, Công giáo cũng được, Hòa hảo cũng được, miễn là mình phát tâm để mà tu tập. Đấy. Thì cái sự khai sáng từ cái chữ X này nó sẽ phát sáng lên. Đấy. Nó sẽ gỡ mở ra cái nút thắt cho cuộc đời của mình, và cái đường công dân của mình nó sẽ mới thuận lợi hơn. Còn hiện tại tôi thấy trên cả hai tướng tay của bà, về cái công dân sự nghiệp của mình đang bị rối rắm ha, nhiều cái sự cản phá, nhiều sự phá tan. Đấy. Và cái sự phá tan ở đây thì nó cũng nói về cái nghiệp của mình đó, nên nếu mà mình làm được cái điều đó, có nghĩa là phát tâm tu tập, tu sửa những cái gì trước đây mình làm chưa tốt, thì bây giờ mình cố gắng để hoàn thiện đó,
trước đây có những cái ý nghĩ sốc nổi, nông nổi, càn càn quấy thì bây giờ cần phải thay đổi đi. Đó. Mình không thể nào là ị vào cái trí của mình được đâu, bởi vì tất cả những tương tay mà có chữ ít ấy, thì tôi nói để khuyên các bạn, để các bạn biết đó, đặc biệt là những các bạn trẻ, đừng nên ỷ vào cái tài năng của mình, mà những khó khăn trong cuộc đời của mình chính là cái kiếp nghiệp đấy, thử thách mình đấy, nên sớm tu tập. Và nếu mà bạn tu tập sớm đấy được đấy, thì bạn sẽ hưởng được cái vân, ba cái vân. Cái vân này gọi là ba vân tam phong, đây ba đường vân này. Thì hiện tại hai đường vân đó là cái đường, đây cũng có thể gọi là đường thái dương ha, đây gọi là đường, còn gọi là đường đường thủy tinh, hay còn gọi là đường, nói về tài vận của mình đi. Đấy. Thì hiện tại nó đang mới vườn thôi, mới vườn từ từ thôi ha, nó chưa có rõ. Nếu chừng nào mà mình cải sửa được cái tu tập được cái tính tình của mình ấy, ha, và mình tăng thêm những cái điều phước thiện của mình ấy. Phước thiện ở đây không chỉ là cái việc công việc hàng ngày, mà kể cả cái việc mà mình lo lắng nghĩ về cái tổ tiên gia tiên của mình đấy, thì lúc đó ba cái đường này nó sẽ hiện rõ ra đó. Rồi bây giờ tôi nói đến cái câu hỏi của bạn, đó là bạn muốn tách ra ngoài để làm riêng, mở kinh doanh ra, thì trên tay bạn tôi thấy nó cũng có cái đường từ kinh doanh, có nghĩa là từ làm chủ đây, cái đường này. Tuy nhiên cái đường này nó đang còn khá là mờ, khá là mờ đây, nó chưa có rõ được, và nó đang đang có những cái vân phá ở đây, đặc biệt cái vân của mình, vận của mình ở đây đang còn xấu ha. Đó. Kết hợp với cái tuổi của bạn thì năm nay bạn bước vào cái tuổi năm đầu của tam tai, tuổi Thân Tý Thìn, mà bạn ấy là tuổi Thân nữa, vừa vì là tam tai, vừa vì cái năm mà năm xung tuổi của mình dần thân xung nhau, nên ấy năm nay là cái năm khó khăn đối với bạn, không tốt. Tôi thấy từ đầu xuân đến nay thì mặc dù là nói bà nó là khó khăn, nhưng mà nó vẫn chưa có nhiều đâu đấy, mà đặc biệt là cuối năm đấy, cuối năm của bạn nó khá là xấu, nên là bạn phải cẩn trọng hơn, và tốt nhất không mở mang cái gì mới ít nhất là 2 năm đổ lại đây đấy, 2 năm, năm này năm 22 qua năm 23 cũng chưa, không đến nửa năm, cuối nửa năm của năm 24 đó là năm Giáp Giáp Thìn, thì lúc đó bạn có khai mở cái gì mới thì lúc đó mới mới nên ha. Còn nếu giả sử như mình có làm thì cũng nên làm nhỏ thôi đó, nhỏ thôi, không đầu tư lớn, không mở lớn đấy, và cũng có thể là mình vừa làm cái kinh doanh nhỏ của mình mà vừa vẫn giữ lại cái việc hiện tại của mình ha, để cùng lúc mình có thể làm được hai hai cái đấy. Theo tôi đó là cách tốt nhất cho cái thời vận của bạn hiện tại đấy, không nên mình dàn đầu tư trong thời điểm này, hoàn toàn không tốt ha. Cái tiếp theo mà tôi nhìn thấy trên tướng tay của bạn ấy là tôi thấy ở cái phần điền trạch đất cát của bạn, tôi thấy ở cái khu đất mà bạn đang ở đấy, khu đất này tôi thấy nó cũng khá là vuông vức, nó có hình chữ nhật đó, nhưng chiều dài và chiều rộng nó chênh lệch nhau cũng không có nhiều lắm đâu. Tuy nhiên ấy, nếu mà nhìn từ trong nhìn ra, ngồi trong nhà nhìn ra, thì bên phía tay trái của mình cái tiền đất của mình nó bị nghiêng, cái này thì bạn phản hồi lại cho cân ha, có đúng hay sai ha. Và cái tiền đất bên tay phải này đấy nó nghiêng, mà nó cái khí ở đây nó không có tốt đó.
dường như là nó có một cái phần ẩm thấp và cái khí lực ở đây, khí ở đây nó ô nhiễm, khí ở đây rất là xấu, khá xấu ở bên phía tay tay trái của mình. Và cái khu đất của bạn tôi có thể là vẽ ra một cái tượng trưng như thế này, chẳng hạn như là khu đất của bạn như vậy không đấy. Thì nguyên về phía bên này, nhưng mà bên này là khu đất nó nghiêng đấy. Và cái con đường vào nhà của mình đấy thì tôi thấy nó nằm lệch một bên, nên nó nằm lệch ở phía bên tay trái này này đấy, lối đi vào của mình đây là đây đi vào. Thành ra là cái khí từ cái phía bên này nó dẫn nguyên vào nhà của mình đây, trong ngôi gia của mình ha. Đấy, thành ra là cái sức khỏe của bạn ấy thì tôi thấy là bạn có thể là bạn có một cái chứng chứng bệnh là mình hay có cái hay nhức nhức mỏi sau vai gáy, mà vai gáy bên trái nhé, bên trái đấy. Đấy thì nếu có bạn phản hồi lại cho cân nhé về điểm này. Mà đối với cái địa thế của khu đất này, mà nếu giả sử nếu mà tôi đúng như lời tôi nói thì tốt nhất bạn nên xử lý phần này nhé, xử lý lại. Còn nếu không thì để lâu nó sẽ ảnh hưởng đến cái vận thế của mình, vận thế làm ăn của mình. Và một điểm nữa trong cái tướng tay này tôi cũng nhắc nhở để cho bạn biết, đó là bạn cần thận trọng trong cái vấn đề về tim của mình. Bạn là cái người cũng dễ bị xúc động, và những cái lần xúc động của bạn ấy thì bạn cái khả năng kiểm soát của mình khá là yếu đó. Và nếu nó dần 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 từ từ thì đến cái độ tuổi có từ 40 49 từ 49 độ đổ ra đấy, thì sẽ ảnh hưởng khá khá lớn đấy. Và cái bệnh này nếu mà bạn không tầm soát sớm ấy, thì nó sẽ gây rắc rối cho mình sau này. Và trên tướng tay của bạn nó đã hình thành được cái vận thế của mình rồi, cái phần này là phần sức khỏe của mình đi xuống. Và đi xuống ở đây là tôi kết hợp ở những cái điều trị khác, thì tôi thấy đó chính là cái bệnh bệnh tim của bạn đó. Mà cái này nó sẽ dẫn ra những cái sự co thắt đột ngột, và những cái sự co thắt đột ngột đấy thì chúng ta nói là chúng ta khó nói trước được điều gì không, nên biết để mà chữa đó, kiểm soát đi. Thứ hai nữa, nếu mà khi bạn phát tâm trong vấn đề tu tập rồi đấy, thì từ cái vấn đề tinh thần của bạn, thần kinh của bạn nó sẽ bớt bớt căng thẳng, bớt bị chi phối bởi những cái bất chợt, thì từ từ cái bệnh tim này nó cũng sẽ nhẹ đi ha. Đó. Còn trên tay bạn thì tôi thấy cái hướng làm ăn ra phía ngoài, đó, hướng làm ăn ra phía ngoài cũng có. Đó. Nhưng mà cái hướng làm ăn này ấy, nó chưa có được vượng lắm. Đấy. Nên tóm lại tôi nên khuyên bạn là trong 2 năm đổ lại, 2 năm từ năm này cho tới năm 2000, cuối năm 2024 ha, thì mình mới mới làm ha, mới làm những cái khởi sự những điều tốt đó. Thì trên đây là cái phần luận đoán và trả lời cho câu hỏi của bạn anh Điệp. Và cuối cùng tôi xin khép lại phần luận đoán của mình, và chúc cho bạn có được cái sự thuận buồm xuôi gió trong công việc của mình, và cố gắng nghiên cứu những cái điều mà tôi cân nhắc bạn trong video này. Và đối với quý bạn khán giả của kênh, nếu các bạn xem thấy video này nó thú vị thì các bạn đừng quên nhấn nút like và chia sẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.